tiền phong, hai sao sáng đi đôi và hai tướng anh hùng. Xưa đã chối chúa ba lần trong đêm tối, xưa đem ngựa truy nã chúa, nhưng từ ngày chúa chim hài lòng. Hai lòng cùng vui, hai lòng cùng mến, hai lòng cùng nóng. Ngư phụ dùng chài bắt muôn linh hồn người xưa, hy sinh cho chúa nên tông đồ hương. Bàn thạch Phêrô trường tôn thay, đồng chủ Phaolô trường tôn đây, đồng đá xây đô ma vinh cường và đức tin yêu trong tâm hồn phù hộ con trên đường đầy gai và Việt Nam trên đường ngày mai, vì Chúa đem lửa yêu cho đời, nguồn tin mới cho đời sáng tươi. Nguồn tin mới cho đời sáng tươi.